cùng minh sư du hành về cố quốc. Khi tu hành, chúng ta phải nghĩ đến Thượng Đế mỗi ngày và nghĩ đến các hồng danh đã được gia trì để bảo vệ mình. Nhiều khi không hẳn là do nghiệp chướng của mình tạo nên trở ngại, mà có khi là do lực phủ định, lực lượng ma vương ở chung quanh ảnh hưởng tới chúng ta. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ đến mục đích của mình, nhớ đến quyền năng của đấng tối cao và niệm hồng danh để bảo hộ cho mình. Nếu thường xuyên nghĩ đến Thượng Đế thì tâm chúng ta sẽ trong sạch, chúng ta sẽ không ham muốn điều gì nữa. Lúc đó đối với chúng ta, thần thông cũng vô dụng vì chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế, không điều gì chúng ta không có được. Lúc đó tâm chúng ta rất mãn nguyện, biết rằng sau khi lìa bỏ thế giới ảo tưởng này, chúng ta sẽ trở về quê hương của mình, nơi mà chúng ta thứ gì cũng có. So với nơi đó, thế giới này là đồ bỏ, không một thứ gì lôi cuốn nổi chúng ta. Khi linh hồn chúng ta trở về nhiều lần, nhìn thấy quê hương, đầu óc chúng ta sẽ lãnh ngộ và trở nên vững vàng. Chúng ta sẽ không muốn gì nữa. Dù có muốn, chúng ta cũng chỉ là muốn những điều gì tốt cho kẻ khác. Tâm hồn của chúng ta sẽ rất nhân hậu, luôn luôn nghĩ đến điều tốt. Và khi nghĩ tới điều tốt, thì những điều tốt sẽ đến. Xin hãy sám hối ngay bây giờ. Giai đoạn ân điển đã chấm dứt từ lâu rồi. Tôi chỉ cầu xin thiên đàng hãy khoan dung thêm, bởi vì con người họ bị đầu độc, đã bị dẫn lạc lối, đã bị tẩy não, đủ loại ảnh hưởng xấu từ ma vương và từ ma quỷ hùng hằng. Và bây giờ họ có thể quay đầu bất cứ lúc nào, tôi sẽ sẵn sàng. Xin hãy sám hối ngay bây giờ và tôi có thể giúp quý vị. Với lực lượng mà tôi được ban, tôi có thể giúp quý vị. Nhưng quý vị phải giúp chính mình, phải suy nghĩ thật kỹ và nhanh chóng. Thượng Đế không tạo ra chúng ta ở đây để sát hại những chúng sinh khác. Không được sát sinh. Từ hôm nay tránh xa bạo lực, dù là bạo lực gián tiếp. Vì nếu chúng ta ăn thịt động vật thì người khác phải sát sinh. Nên chúng ta cùng chia sẻ hậu quả khủng khiếp từ sự vô minh của mình. Không có gì để bào chữa. Chúng ta vẫn sẽ bị trừng phạt giống như vậy trong địa ngục. Quý vị sẽ bị nghiền giống như thịt nghiền trên địa cầu vật chất này. Tôi muốn giúp quý vị. Xin hãy để tôi làm điều đó. Quý vị không cần phải tin tôi. Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi. Quý vị không cần phải quảng bá giáo lý của tôi. Không cần gì cả. Chỉ cần đổi sang lối ăn thuần chay. Nếu quý vị đổi sang thuần chay, tôi hứa tôi sẽ đưa quý vị về nhà, bất cứ nơi nào quý vị gọi là nhà, nhưng không đi địa ngục. Chắc chắn tôi hứa với quý vị như vậy. Và nếu bất cứ ai sản xuất vũ khí để sát hại nhân loại và động vật, nếu quý vị quay đầu lại bây giờ, quay lại ngay bây giờ và không bao giờ thực hiện kinh doanh đó nữa, làm thêm doanh nghiệp từ bi hơn, làm quần áo, làm nhà hàng thuần chay, làm khách sạn thuần chay, gì đó mà mọi người thưởng thức và cảm thấy thoải mái. Tôi hứa, tôi sẽ đưa quý vị lên thiên đàng. Chỉ trong trường hợp quý vị không thay đổi lối sống của mình, xin hãy nhớ danh hiệu chân chính của tôi khi quý vị ở dưới địa ngục. Hãy gọi tên tim của tu, đó là tên thật của tôi trên thiên đàng để giúp quý vị. Tôi chỉ hy vọng quý vị sẽ nhớ danh hiệu của tôi nếu quý vị ở trong địa ngục. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi vì hoàn cảnh ở địa ngục, bởi vì sự kinh sợ xung quanh, bởi vì sự đau đớn gây ra cho quý vị là không ngừng, bất tận. Nó làm cho quý vị quên hết. Vậy xin hãy quay đầu lại ngay. Tôi sẽ là người bạn của quý vị. Tôi sẽ làm hết sức để nâng quý vị lên, để đưa quý vị về nhà, nơi quý vị được an toàn, được yêu thương và tôn trọng như người con xứng đáng của Thượng Đế mà quý vị vốn là vậy. Tôi bảo quý vị rồi rằng tôi đã giúp các linh hồn sám hối mặc dù họ phải chết để chuộc lại tội lỗi của họ. Tôi giúp họ nếu họ thật tâm sám hối, nếu họ đã từng thấy hình ảnh của tôi hoặc video của tôi hoặc những buổi nói chuyện của tôi và có chút lòng tôn kính hoặc chút niềm tin vào tôi. Những người này tôi có thể giúp. Nhưng nếu họ không nghe, tiếp tục lối sống của họ, thì đừng xin tôi giúp họ nữa. Đối với những người này,
Nếu họ không thay đổi, thì không còn cách nào khác. Lời pháp cam lộ. Hãy làm việc là vì những việc đó cần phải làm. Làm để phụng sự người khác, chứ không phải vì ý thức ganh đua. Như vậy, chúng ta sẽ không đánh mất trí huệ của mình. Những điều nên làm và không nên làm thì bất tận. Hãy dùng trí huệ và tâm thuần khiết của mình để làm việc và hành động cho phù hợp. Kiểm thảo bản thân để giữ cho mình luôn thuần khiết. Đó là điều quan trọng. Luôn niệm hồng danh và cầu xin sự chỉ dẫn từ bên trong để biết điều mình làm có đúng hay không, rồi thiền về vấn đề đó nếu vẫn còn hoài nghi. Phương pháp trị bệnh. Có một phương pháp có thể chữa trị mọi căn bệnh của chúng ta, đó là tọa thiền và thương người. Chỉ hai việc giản dị đó thôi. Nếu chúng ta mỗi ngày ngồi đó, cứ lo nghĩ mình có bệnh này bệnh kia, thì sẽ càng dưỡng càng bệnh, càng tu càng bệnh. Khoa học gia ngày nay cũng đã từng nói như vậy, rằng chúng ta không nên viện cớ vì trúng gió hay bị cảm mà ở trong nhà. Khỏi cần mà, cứ đi ra ngoài làm việc. Nếu cần, có thể uống một chút thuốc, mặc thêm quần áo cho ấm, sau đó tiếp tục làm việc. Như vậy, hệ thống của thân thể quý vị sẽ tiến bộ hơn vì bị buộc phải tự kháng cự lại bệnh tật. Nếu có thời giờ thì nên giúp đỡ người khác, giúp đỡ người láng giềng hay cô nhi quả phụ. Thấy ai cần gì chúng ta giúp cái đó. Đừng để ý đến tâm trạng của mình quá nhiều, bởi vì càng lo lắng thì càng mệt, càng bệnh. Nghĩ đến người khác sẽ tốt hơn cho mình. Nếu chúng ta chết trong lúc giúp đỡ người khác cũng rất vinh hạnh, có phải vậy không? Sư phụ đã kể nhiều câu chuyện cho quý vị nghe. Quý vị phải đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày mới đúng. Không có người tốt, kẻ xấu. Người tốt, kẻ xấu là do hoàn cảnh xã hội tạo ra. Có khi người đó đời đời kiếp kiếp đã là thiện nhân, bỗng dưng trong kiếp này họ bị lừa gạt, hoặc trong quốc gia của họ xảy ra chiến tranh, khiến gia đình bị phá sản. Hoặc đột nhiên cha mẹ họ lìa đời sớm, không nơi nương tựa, không biết phải làm sao. Những người này có thể trở thành trộm cắp, gái điếm, lưu manh hoặc giặc cướp, cho nên không thể nói là họ là người xấu được. Nếu tâm chúng ta đơn thuần, thì lo một lần là sáng chói. Như vàng, bất luận thêm vào mấy cân cát vẫn là vàng. Hoặc khi chúng ta mới đào được một viên kim cương từ lòng đất, bề ngoài nó đầy cát, dày nặng đến chục cân, nhưng nếu đem đi rửa, lau chùi, thì nó vẫn là kim cương. Giá trị của nó không bị giảm sút vì lớp đất bọc bên ngoài. Cũng vậy, thiên quốc bên trong của chúng ta hoặc Phật tính hồn nhiên của chúng ta chưa bao giờ bị bợn nhơ, nghiệp chướng ô nhiễm. Chỉ tại chúng ta hiểu lầm mà thôi. Cho nên tôi cũng thường nói với quý vị là đối với tôi, không có ai là kẻ phạm tội. Chỉ vì đầu óc chúng ta không hiểu nên mới không thể tha thứ cho mình, càng ngày càng làm loạn hơn. Nếu như có người nhắc nhở chúng ta, nếu có người giảng những đạo lý cho chúng ta sẽ biết cách giải quyết những nghiệp chướng này để quên đi hoặc để thay đổi tập quán của chính chúng ta. Chúng ta sẽ giống như Phật Bồ Tát hoặc Thánh Nhân vậy. Cho nên Chúa Giêsu mới nói, ai cũng đều là con cái của Thượng Đế. Thế nhưng chúng ta vẫn cần phải sửa đổi tâm của mình và chúng ta không còn lặp lại những thói hư tật xấu nữa. Dù chúng ta phạm bao nhiêu lỗi lầm cũng không thành vấn đề. Những thứ này là chuyện quá khứ. Chỉ cần chúng ta lúc này có lòng sám hối, muốn là một người con ngoan, thì Ngài sẽ đón nhận chúng ta trở về. Ngày đêm tôi đều nhắc nhở mọi người về vấn đề này mà thôi. Cho nên quý vị có thể yên tâm, không nên vội vã. Chúng ta tu hành có khi tốt, có lúc dở. Đôi khi thấy hào quang rất sáng, nghe âm thanh rất lớn. Đôi khi dường như là không có thể nghiệm gì cả. Đó là vì chúng ta bị những thành kiến của mình bao bọc, hoặc bị thành kiến của xã hội ảnh hưởng đến tâm thanh tịnh của chúng ta. Rồi cảm giác tội lỗi của chúng ta lại trỗi dậy, và chúng ta cho rằng chúng ta đã làm quá nhiều lỗi lầm, không xứng đáng để được Thượng Đế thương yêu và gia ân. Sự thật là chúng ta lúc nào cũng xứng đáng được Thượng Đế yêu thương. Ngài đâu có màng đến việc quý vị phá hoại bao nhiêu tài sản của Ngài.
Ngài là đấng tạo hóa. Bất cứ lúc nào, Ngài cũng có thể tạo ra thế giới và vũ trụ rất đẹp, rất lớn. Ngài không bao giờ tính toán. Chúng ta phá hoại, Ngài lại tạo ra lại, không thành vấn đề. Thí dụ, trong quá khứ chúng ta giết người hoặc giết động vật, hoặc vi phạm giới luật của thế giới. Hiện nay, chúng ta đã sám hối, cầu Thượng Đế tha thứ cho chúng ta. Chúng ta khiêm nhường, làm nô lệ, làm tôi tớ cho Ngài. Chúng ta mỗi ngày ngồi thiền. Nếu chúng ta cho rằng chúng ta xứng đáng, thì chúng ta sẽ kiêu ngạo, rồi chúng ta sẽ không cần sám hối gì nữa, không cần ngồi thiền, không cần viết nhật ký nữa. Nhưng vì chúng ta còn có lòng khiêm nhường sám hối những nghiệp quả quá khứ của mình, cho nên Thượng Đế sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúng ta sẽ có mọi thứ, có địa vị như những người con không phạm giới, những người con ở trên thiên đàng vậy, không thua một chút nào. Chỉ vì chúng ta vẫn còn chưa về đến quê hương, cho nên chúng ta hiện giờ vẫn còn ở nơi đây sám hối. Khi chúng ta về tới nhà và gặp được đấng cha lành, chúng ta sẽ như nhau. Ngài sẽ cho chúng ta quần áo đẹp, cho chúng ta nơi ở đẹp đẽ trên thiên đàng, cho những thứ quý giá để chúng ta hưởng thụ và hưởng thụ đời sống vĩnh hằng như Ngài vậy. Cho nên quý vị không cần phải vội vã. Khi còn ở đây, hãy chuẩn bị cho tốt. Về đến nhà rồi là quý vị có thể vui hưởng. Thế nào là một đại thánh nhân? Chúng ta càng hiểu sự vĩ đại của chính mình chừng nào, thì sẽ càng trở nên khiêm tốn chừng nấy. Điều này mới nghe qua dường như rất mâu thuẫn, nhưng sự thật là như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành như trẻ con, chúng ta sẽ trở thành như những người rất ngây thơ. Những bậc đại thánh nhân, họ giống như một người rất ngây thơ vậy. Và dường như quý vị có thể nói với họ bất cứ điều gì quý vị muốn về tài năng, nguyện vọng, sự thông minh hay bằng cấp của quý vị mà họ sẽ không bao giờ phản đối. Không phải lúc nào họ cũng cố gắng áp đặt trí huệ của họ lên quý vị. Họ chỉ đến một cách tự nhiên, tùy theo trường hợp hoặc sự yêu cầu. Và sau khi nói xong, thường những vị được gọi là minh sư sẽ quên tất cả những điều mà họ nói, hoàn toàn quên mất. Có thể chỉ nhớ một hoặc hai câu hoặc không nhớ gì cả. Bởi vì trí huệ đến từ kho tàng của vũ trụ là của chung của mọi chúng sinh. Nó không thuộc quyền sở hữu của một nhóm hay một cá nhân nào. Kẻ vô minh cũng như của người khai ngộ đều có nó. Trẻ em hay người già cũng đều có. Mọi người đều có thể chia sẻ trí huệ này, chỉ cần chúng ta thật sự muốn biết nó. Lời pháp cam lồ. Tất cả hỷ nộ, ái ố, sầu đều do thói quen mà thành. Cho nên chúng ta cần phải nhìn cho thấu điểm này. Không có gì thật sự là tốt, không có gì thật sự khổ, đều là do thói quen ràng buộc mà thôi. Lúc ngồi thiền có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho rất nhiều chúng sinh. Chấn động lực của chúng ta phát ra có thể làm cho cả một quốc gia sáng lên, hạ ý thức của toàn vũ trụ được nâng cao. Chúng ta phải luôn làm những việc chính đáng, rồi Thượng Đế sẽ thấy những gì chúng ta làm. Nhưng chúng ta phải làm một cách vô ngã và tự nhiên, không chỉ vì động lực nào thì mới hoàn mỹ. Định mệnh nằm trong tay quý vị. Quý vị có thể trở thành bất cứ gì quý vị muốn với sự quả quyết. Hãy bảo đầu óc mình rằng không sao. Không sao, thiền cho vui thôi mà. Dầu sao cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Và ăn chay rất tốt cho mình, cứu được nhiều chúng sinh. Hãy nói đầu óc là nó vĩ đại, rằng nó đồng ý với việc đó, rằng nó là một đại anh hùng, đầu óc mình. Từ từ quý vị sẽ quen. Để nhạc nền, không phải là để ở phía sau, mà là nhạc nho nhỏ, êm êm, dỗ đầu óc dịu xuống một chút, một chập sau, nó sẽ ok. Hay là trước đó quý vị chạy bộ hay tập thể dục một chút, cho đầu óc mệt một chút. Hay đọc cái gì đó, rồi đầu óc sẽ tĩnh lặng, thiền dễ hơn, thậm chí xem truyền hình, đầu óc sẽ lắng dịu hơn nhé. Hãy tỉnh táo vào ban đêm, đó là thời điểm sự gia trì đến nhiều nhất.
Nếu quý vị tỉnh táo hơn, thì có nghĩa là linh hồn của quý vị vẫn ở đó, chưa đi khỏi. Nó nhận sự gia trì vào linh hồn. Nếu linh hồn ở nơi khác, có lẽ ở thế giới khác hoặc là không ý thức được, thì có ít sự gia trì hơn, bởi vì khi quý vị ngủ, linh hồn đi ra ngoài. Quý vị càng tỉnh táo thì càng có nhiều điểm tâm linh, thậm chí chỉ duy trì sự tỉnh táo và nghĩ về việc thiền. Nghĩ rằng mình muốn thiền, dù quý vị nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng quý vị tỉnh táo và thiền. Trong tâm quý vị muốn thiền, điều đó cũng khiến quý vị kiếm được nhiều công đức. Chúng ta phải làm sao nếu không ngồi xuống thiền được? Thì đứng dậy, đi tới đi lui một hồi, rửa mặt, hoặc đi tắm, đi bộ, rồi trở lại, thử lại lần nữa. Đừng bỏ cuộc. Khi quý vị tọa thiền mỗi ngày, không phải ngày nào cũng được kết quả mỹ mãn. Nhưng quý vị vẫn phải thiền mỗi ngày. Quý vị phải thiền bất cứ lúc nào có thể thiền được, bởi vì ân điển của Thượng Đế không hẹn trước với chúng ta rằng ngày mai ta sẽ tới cho nhà ngươi sự bình an. Ngày mai ta sẽ cho nhà ngươi một cảnh giới. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới cảnh giới thứ ba. Không, không, không. Ân điển đến bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào, ngay cả những lúc quý vị ít ngờ đến nhất. Cho nên phải kiên nhẫn trong bất cứ phương pháp nào và cầu Thượng Đế bên trong, đấng tối cao bên trong của chúng ta để dẫn dắt, trợ giúp, nâng đỡ và gia trì cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều phải tọa thiền dù có thành công hay không. Và bất cứ lúc nào, có thể ngày mai, có thể giây phút sắp tới, quý vị sẽ được. Đừng bỏ cuộc. Cũng như khi chúng ta mở cửa tiệm bán hàng, quý vị không bao giờ biết lúc nào có khách phải về không. Quý vị vẫn phải mở cửa cả ngày và đợi. Dù có khách hay không, chúng ta cũng phải mở. Đôi khi người khách cuối cùng đến mua hết cả tiệm hoặc hết một nửa. Giúp đỡ một cách tự nhiên. Chúng ta giúp đỡ người khác vì thấy người khác đau khổ như chính mình đau khổ. Cảm giác này phải phát xuất từ tâm. Khi chúng ta lạnh, chúng ta lập tức kiếm chăn mền, khăn quấn âm hoặc đội nón. Khi người khác lạnh, chúng ta cũng cảm nhận được. Dù chúng ta đang nằm ngủ êm ấm, nhưng nghĩ đến người bị lạnh, chúng ta cũng ngủ không yên. Việc đầu tiên ngày hôm sau là mau mau cố gắng giúp đỡ họ. Khi sư phụ giúp đỡ người khác, phần nhiều là vì sư phụ ngủ không được. Nên đây cũng như tự giúp cho mình, vì nếu không giúp họ thì chính sư phụ sẽ đau khổ. Vì muốn giảm bớt sự đau khổ cho mình, sư phụ phải giúp đỡ cho họ càng nhanh càng tốt. Khi làm xong nhanh chóng thì sư phụ cũng vui. Đây chính là sự giúp đỡ một cách tự nhiên. Chúng ta không nên tham lam. Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu thời tiết tốt thì tới thăm và nhìn tôi. Nếu quá nhiều người, chúng ta không có đủ nước. Khi tôi không có đây, quý vị có thể thay phiên nhau. Hôm nay người Đại Trung đến, rồi ngày mai người Đại Bắc, chẳng hạn vậy. Như vậy mình sẽ không dùng quá nhiều nước. Nếu quý vị muốn mang nước về nhà thì lấy một ít thôi, rồi hòa với 20 gallon, 75,7 lít nước. Cho dù chúng ta đã đào nhiều giếng và có nhiều tháp nước, chúng ta cũng không nên quá tham lam. Đừng chú ý quá nhiều vào bên ngoài. Đừng chú tâm vào những thứ vật chất. Hãy tu hành để tự kiếm công đức, rồi quý vị sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Càng có nhiều công đức, quý vị sẽ càng may mắn. Tuy nhiên, quý vị càng tham lam thì sẽ càng mất nhiều công đức. Điểm tâm linh của quý vị sẽ bị khấu trừ, sẽ lãng phí quá nhiều. Không có gì miễn phí trong thế giới này. Dĩ nhiên là tôi cống hiến mọi thứ miễn phí, nhưng với Ma Vương thì không thứ gì miễn phí cả. Ma Vương sẽ khấu trừ một số điểm. Dĩ nhiên chúng ta có thể đào giếng để lấy nước cho mình dùng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên để nước luân lưu dưới lòng đất, như vậy cây cối và hoa có thể chia sẻ một ít. Không nên thâu tóm hết cho riêng mình. Chúng ta đã có nước ở nhà rồi. Cây cối bất lực, vì chúng chỉ có thể dựa vào nguồn nước trong thiên nhiên. Chúng ta không nên tranh giành với chúng quá đáng. Ở đây chúng ta có đủ nước để nấu ăn. Quý vị có thể đến đây uống một ít và dùng một ít. Như vậy là đủ rồi.
Nếu muốn mang một ít về nhà thì chỉ một chén nhỏ thôi. Thật ra thì không cần thiết quý vị đến đây mỗi tuần ăn và uống ở đây. Nếu chúng ta không dùng nước, nước sẽ chảy tới cây cỏ và bảo vệ môi trường. Một số cây có đẳng cấp tâm linh rất cao, quý vị không biết được. Đẳng cấp thứ 5. Phải, có những cây rất lớn và tâm linh rất cao. Đó là lý do nhiều người ngồi thiền dưới gốc cây, họ cảm thấy tốt. Một số công viên có cây nhỏ hơn. Cho dù những cây này không phải đẳng cấp cao, mà là đẳng cấp thứ 3, họ cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất tốt rồi. Cây ở đó để bảo vệ thế giới, để ổn định thế giới và cung cấp oxy, hiểu không? Cây hấp thụ thán khí, đó là một cách để thu nghiệp chướng và ban tặng phước báo. Nếu cây cối không thuộc đẳng cấp cao, làm sao có thể làm như vậy? Nhìn xem, cây cối không có mắt, không miệng, không gì cả, vậy làm sao họ biết phải làm gì? Đó là vì cây cối có tâm linh cao, hiểu không? Do đó chúng ta nên tôn trọng vạn vật, đừng lạm dụng bất cứ thứ gì. Một số cây rất cao, rất lớn, một số cây tự nguyện đến đây để bảo vệ chúng ta và chia sẻ một ít phước báo của họ với chúng ta, cho nên đừng tùy tiện đốn cây và tỉa cây. Tôi không biết chính phủ ở đây có cấm điều này không. Tại vài quốc gia khác, nếu quý vị muốn đốn những cây lớn thì phải xin phép. Cho dù đó là cây do quý vị trồng cũng vậy. Sau khi cây đã lớn, quý vị không thể tùy tiện cắt bỏ. Trừ khi tự nó ngã xuống, quý vị không được đốn ngã. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bài giảng trên truyền hình Vô Thượng Sư.